Thưa quý vị, bắt đầu từ hôm nay, ngày 1 tháng 8, Bệnh viện Bạch Mai triển khai khám ngoài giờ hành chính. Theo đó, người bệnh có thể yên tâm đi làm, sau đó đến khám từ 17 giờ đến 21 giờ mỗi ngày. Trong ngày đầu tiên triển khai khám bệnh ngoài giờ cho người bệnh, từ trước 17 giờ chiều nay, Ban Giám đốc cùng 70 y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đã có mặt tại 22 phòng khám các chuyên khoa khác nhau, sẵn sàng phục vụ người bệnh. Các phòng khám và chuyên khoa được bố trí như trong giờ hành chính, bao gồm nội tiết, tiêu hóa, cơ xương khớp, hô hấp, thần kinh, thận tiết niệu, tim mạch, truyền nhiễm, huyết học, hồi sức tích cực, sản, nhi, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt. Các phòng khám được bố trí tại nhà K1, thuận tiện cho việc di chuyển của người dân đến khám. Với khung thời gian khám bệnh rộng từ 6 giờ đến 21 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu và từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 thứ Bảy và Chủ nhật, người dân sẽ có nhiều lựa chọn và thuận tiện sắp xếp thời gian, công việc để đi khám bệnh hoặc đưa người thân đi khám và có đủ thời gian thực hiện các chiếu chụp, xét nghiệm máu, siêu âm, khám bệnh, giá dịch vụ y tế không thay đổi. Người bệnh có thể liên hệ tổng đài 1900-888-866 để đặt lịch trong khung thời gian từ 7 giờ 30 đến 21 giờ hoặc truy cập vào website của fanpage Bệnh viện Bạch Mai để tìm hiểu thông tin và tham khảo lịch khám của bác sĩ.